Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có lẽ đây là câu châm ngôn mà nhiều quan chức Campuchia đang áp dụng để thăng tiến trong bộ máy chính quyền. Thế nhưng khi một cố vấn thân cận của cựu thủ tướng Hun Sen như Lee Samet bị phanh phui việc nhận hối lộ hàng chục triệu đô để môi giới chức vụ, câu châm ngôn ấy dường như đã không còn đúng nữa. Thay vào đó, nó đang dần trở thành con dao hai lưỡi, không chỉ cắt đứt sự nghiệp của những kẻ tham nhũng mà có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến chế độ cầm quyền tại Campuchia. Người phát ngôn của tòa án thành phố Phnom Penh vào hôm qua đã xác nhận rằng doanh nhân bất động sản nổi tiếng kiêm hiệu trưởng đại học Indravichya tại Phnom Penh, ông Lee Samet cùng ba đồng phạm đã chính thức bị buộc tội về hành vi hối lộ. Theo ông Plang Sophan, người phát ngôn tòa án thành phố Phnom Penh, các đối tượng bị buộc tội gồm Lee Samet, Dương Dada, Laksarong và Kan Sokay. Ông Plang cho biết quyết định buộc tội 4 người này được đưa ra sau khi công tố viên hoàn tất thẩm vấn và dựa trên bằng chứng về tội phạm đã xảy ra tại Phnom Penh trong năm 2022, phù hợp với các quy định tại Điều 27, Điều 605 của Bộ Luật Hình sự và Điều 32 của Luật Chống Tham Nhũng của Campuchia. Lee Samet còn được gọi là Kruma và Dương Dara trước đó đã bị thẩm phán điều tra của Tòa án thành phố Phnom Penh tạm giam, trong khi Kan Sokay, cựu quận trưởng quận Lvaem, bị đơn vị chống tham nhũng bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2024. Riêng Laksarong đã bỏ trốn và đang bị chính quyền truy nã. Việc bắt giữ ông Lee diễn ra sau khi lời cầu xin tha thứ của ông bị Chủ tịch Thượng viện Hun Sen kiên quyết từ chối. Tôi Lee Samet đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, làm tổn hại đến danh tiếng và phẩm giá của nhà lãnh đạo của tôi, ông Hun Sen. Samet nói trong đoạn video được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của ông Hun Sen, đồng thời nói thêm rằng ông ta sẽ không bỏ trốn mà sẽ tự nộp mình cho cảnh sát nhưng cần một thời gian ngắn để trị bệnh. Thế nhưng kể cả đã lên một video xin lỗi đầy nước mắt với vẻ mặt vô cùng đáng thương như vậy, nhưng việc truy tố ông vẫn không được giảm nhẹ sau khi Chủ tịch Thượng viện Hun Sen nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng bao gồm cảnh sát và cảnh sát quân sự phải đưa ông ra tòa để đối mặt với các thủ tục pháp lý, không để ông nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lee Samet sẽ không được thả ra chỉ vì video xin lỗi, thú nhận sai lầm và bày tỏ hối hận của mình, ông Hun Sen tuyên bố trên mạng xã hội. Chủ tịch Thượng viện của Campuchia cũng nhấn mạnh, việc tiếp tục giam giữ Dương Dara, trợ lý của ông, người hiện đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì liên quan đến các hoạt động gian lận cùng với Lee Samet. Về việc Lee Samet yêu cầu được gia hạn thời gian để điều trị tại nhà trước khi ra tòa, ông Hun Sen đã kiên quyết từ chối yêu cầu này. Điều này không thể thực hiện được, ông nói, thúc giục cảnh sát tư pháp tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Nhà lãnh đạo cấp cao đã nhắc lại quan điểm của mình, nhấn mạnh, tôi hy vọng các cơ quan chức năng không tiếp tục để Lee Samet đứng ngoài vòng pháp luật. Trước đó, chính quyền Campuchia đã phát lệnh bắt giữ ông Lee vào ngày 9 tháng 10. Ông bị truy nã liên quan đến các cáo buộc lừa đảo các quan chức bằng cách sử dụng tên của cựu thủ tướng. Lệnh bắt giữ được ban hành sau khi Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp phong tỏa tài sản của Samet sau khi phát hiện ra vụ lừa đảo quy mô lớn, lên đến hàng chục triệu đô la. Samet bị cáo buộc đã cố gắng đảm bảo một vị trí cao hơn trong các bộ hoặc các cơ quan quốc gia của chính phủ cho các cá nhân bằng cách sử dụng tên của ông Hun Sen và nhận tiền hối lộ. Mọi chuyện được bắt đầu vào tháng trước khi ông Hun Sen đã bất ngờ viết lên trang cá nhân Facebook của mình rằng tài sản của ông Lee Samet cần được phong tỏa và các quan chức tòa án Phnom Penh nên ra lệnh hoàn trả số tiền mà ông ta đã nhận từ người dân. Lee Samet luôn sử dụng tên tôi để lừa đảo mọi người. Ông ta thậm chí còn nói với những người bị lừa rằng đã đưa tiền cho tôi. Năm ngoái, Hun Sen đã từ chức thủ tướng để nhường vị trí cho con trai là Hun Manet, nhưng ông vẫn nắm quyền lực với tư cách là chủ tịch thượng viện và người đứng đầu Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Với tư cách là chủ tịch đảng, Hun Sen đã bổ nhiệm Lee Samet làm cố vấn cá nhân vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Theo tờ Phnom Penh Post, một trong những nạn nhân bị Lee Samet lừa đảo bao gồm Kan Sokay, quận trưởng Lvaem thuộc tỉnh Kandan, Campuchia mới bị cách chức. Người này đã hối lộ cho Samet 300.000 đô, tương đương 7,6 tỷ Việt Nam đồng với mong muốn có được chức thị trưởng thành phố Araksat cũng tại tỉnh này. Chính ông Hun Sen đã nhận được một video từ ông Kan Sokay và dường như đó là điều đã thúc đẩy cho ông Hun Sen phải lên tiếng. Theo Chủ tịch Thượng viện CPP, Kan Sokay cho biết đã đưa 300.000 đô cho Lee Samet để được bổ nhiệm. Ông Hun Sen cũng lưu ý rằng trong 6 năm làm Bộ trưởng Ngoại giao, 38 năm làm Thủ tướng và hiện nay giữ chức Chủ tịch Thượng viện, ông đã ký hàng nghìn lệnh bổ nhiệm cho các công chức và sĩ quan quân đội nhưng chưa bao giờ làm điều khuất tất. Tôi đã ký bổ nhiệm và thăng chức cho hàng chục nghìn công chức và thành viên của lực lượng vũ trang, thế nhưng tôi không bao giờ chấp nhận sự can thiệp từ bất kỳ ai, bất kể là yêu cầu hay là hối lộ. Nhưng ngoài ông Lee Samet, còn có nhiều quan chức cấp cao khác của Campuchia cũng đang phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Tính đến ngày 12 tháng 11, 6 người đã bị cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị chống tham nhũng của Campuchia bắt giữ liên quan đến các vụ án gian lận và tham nhũng liên quan đến ông Ognaa Lee Samet. Ngoài Kan Sokay, các cá nhân bị giam giữ bao gồm Lee Samet,
Duondara, cựu trợ lý của cựu thủ tướng Hun Sen, hiện là chủ tịch thượng viện như chúng ta đã biết. Muong Kim, cựu sĩ quan cảnh sát Ba Sao, ông Na Uti, ông trùm đá quý và xây dựng, và Lay Vizet, phó tỉnh trưởng Pusat. Các báo cáo ban đầu suy đoán rằng Vizet đã chi 570.000 đô la để giao dịch với Samet nhằm đảm bảo các vị trí có ảnh hưởng trong chính phủ. Các cá nhân còn lại cũng có hành vi tương tự nhằm mong muốn thăng tiến và có sự thuận lợi trong kinh doanh bằng cách không minh bạch. Theo ông Pet Pisay, giám đốc điều hành của Transparency International Cambodia, tin rằng hành động pháp lý chống lại Samet và Dara là dấu hiệu cho thấy chính phủ đang bắt đầu có biện pháp chống lại bất kỳ quan chức nào gần gũi với giới lãnh đạo cấp cao, lạm dụng quyền lực hoặc tham gia vào tham nhũng. Ông cho rằng các vụ bắt giữ sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo cho những người khác về việc sử dụng hối lộ để đảm bảo vị trí. Các tổ chức xã hội dân sự muốn thấy một nền hành chính trong sạch để giảm xung đột lợi ích, chúng ta phải đảm bảo rằng các cuộc bổ nhiệm dựa trên các nguyên tắc liêm chính và năng lực phục vụ công. Cần khuyến khích các viên chức trẻ có năng lực tận tụy phục vụ đất nước, thay vì cho phép các viên chức tham nhũng, một số người trong số họ không biết chữ, sử dụng hối lộ để có được vị trí, ông nói. Nhưng ở một đất nước nhiều bất ổn như Campuchia, những vụ việc như thế này hoàn toàn có thể khiến cho sự ổn định mong manh mà đảng cầm quyền đang có rơi vào thế khó. Các nhà lãnh đạo đối lập Campuchia, nhiều người trong số họ hiện đang lưu vong, từ lâu đã chỉ trích chính phủ vì tình trạng tham nhũng lan rộng. Năm ngoái, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã xếp Campuchia gần cuối bảng trong bảng xếp hạng toàn cầu hàng năm về tham nhũng trong khu vực hành chính công. Ngoài ra, hệ thống tư pháp của quốc gia này tiếp tục bị chỉ trích vì thiếu tính độc lập. Sik Sochit, cố vấn của Tổ chức Phi chính phủ Mindset Development and Research tại Phnom Penh cho rằng vụ tham nhũng quy mô lớn được nêu trong bài đăng của Hun Sen cần được đơn vị chống tham nhũng của chính phủ điều tra. Còn nhà hoạt động nhân quyền Seong Senkakuna cho biết có thể còn nhiều trường hợp tham nhũng, rửa tiền và hối lộ khác trong số các quan chức cấp cao của chính phủ đã bị che giấu trong nhiều năm. Chỉ có một vài trường hợp bị phơi bày, nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu trợ lý hoặc cố vấn đã phạm những tội tương tự, ông nói. Vụ việc của Lee Samet và các đồng phạm đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại về tình trạng tham nhũng có hệ thống trong bộ máy chính quyền Campuchia. Điều này có thể tác động nghiêm trọng đến chế độ hiện tại theo nhiều khía cạnh. Thứ nhất, về mặt uy tín và niềm tin của người dân, việc một cố vấn cấp cao của cựu thủ tướng Hun Sen công khai lợi dụng tên tuổi của ông để nhận hối lộ và môi giới chức vụ cho thấy tình trạng mua bán quyền lực đã len lỏi đến tận cấp cao nhất của chính quyền. Điều này có thể làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người dân vào tính liêm chính và năng lực quản lý đất nước của chế độ hiện tại. Thứ hai, về mặt chính trị, vụ việc này có thể tạo ra những rạn nứt trong nội bộ đảng cầm quyền CPP. Khi những quan chức cấp cao bị phanh phui, hành vi tham nhũng có thể dẫn đến tình trạng vạch lá tìm sâu vào thanh trừng nội bộ, làm suy yếu sự đoàn kết trong nội bộ đảng, đặc biệt trong bối cảnh thủ tướng mới Hun Manet vừa kế nhiệm cha là Hun Sen, sự ổn định chính trị có thể bị ảnh hưởng. Cuối cùng, về mặt quốc tế, việc Campuchia tiếp tục bị xếp hạng thấp về tính minh bạch và chống tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài cũng như các quan hệ ngoại giao. Các nhà đầu tư và các đối tác quốc tế có thể e ngại khi hợp tác với một quốc gia có mức độ tham nhũng cao và thiếu minh bạch trong quản lý nhà nước. Nếu không có những biện pháp quyết liệt để chống tham nhũng và cải cách bộ máy, niềm tin của người dân và chế độ sẽ tiếp tục suy giảm. Và khi đó, không chỉ các quan chức tham nhũng phải trả giá, mà chính quyền của Thủ tướng Hun Manet cũng có thể phải đối mặt với những thách thức còn lớn hơn cả việc kế nhiệm ngai vàng từ người cha quyền lực của mình.